Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái La Lin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là trên chỗ công trình nhà hai anh em sửa thì các bác thợ là có nghỉ để mà đi chợ búa. Thì nay là ngày chủ nhật cho nên là vợ chồng em có ấy là sẽ đi lên một cái bản mới. Rồi là đi lên bản mới và khám phá một chút ạ. Để giới thiệu với các cô các bác một chút thì chỗ nhà của vợ chồng em có ấy ở ấy ạ thì cách bên Trung Quốc là 2 cây. Đấy. Và bây giờ chúng em đang đi trên con đường đấy ạ. Con đường này thì sẽ là dạng như kiểu là dọc theo bờ sông hay còn gọi là đường biên giới ấy. Này, các cô các bác có thể nhìn thấy là phía bên kia ấy ạ, có cái cầu vượt này. Đây có mấy nhà kia kìa, kia là chốt. Đấy, bên kia là Trung Quốc các bác ạ. Đấy, rất là gần luôn. Đấy. Nhìn gần như này thôi nhưng mà nếu như mà muốn đi sang Trung Quốc thì phải có giấy thông hành các cái. Dịch nếu như mà không có dịch thì chắc là làm giấy tờ mình có thể sang bên kia được nhưng mà giờ dịch chắc không đi được. Ngày xưa chồng đi chưa đi làm YouTube này, chồng đi bốc vác suốt mà. Tối đấy. Thế ở đây á? Ngày xưa đây là bến à? Tối ở bến đấy. À. Bến to lắm chứ mẹ. Thế là ban ngày sửa xe xong rồi tối đi bốc vác. Đến sáng luôn đấy. À. Ngày bốc vác thì cũng được ấy. À. Nhưng bây giờ chắc cũng không được. Mà. Bây giờ dịch bệnh nên là ấy nhỉ. Đây này, nhìn chốt nó dày nhỉ. Đây bên kia có một chốt này. Này. Cách 500m là một chốt rồi. Đấy, bên kia là có một cái chốt này. Việt Nam mình thì cũng có. Chốt dài nhỉ? Chắc 500m thôi. Kia một chốt. Đây bên này là một cái chốt tiếp nhưng không biết bên này có người hay không. Có chứ. Chốt thì phải có người. Đây kia một chốt nữa. Bên kia là nhà, chắc là nhà của người dân. Cái chốt kia. Bên này là có một cái chốt nữa. Đấy. Trên này là người Trung Quốc như là họ cũng trồng cây gì ấy. Đây trên cái chỗ này này. Chỗ này là chuối này. Còn phía dưới này không biết là cái gì, chè ấy ạ. Ừ. Bên kia là xe Trung Quốc đi. Trồng dứa. Đấy, nhìn rất là gần rồi. Bây giờ mời các cô các bác đi cùng với lại chúng em ạ. Đây, phía bên này thì cũng có người dân sinh sống này. Có mấy cái nhà này. Này chắc là một ngôi làng của họ à nhỉ? Ừ. Hay là một cái xóm gì đấy. Anh Thành được sang bên này chưa ạ? À, bốc vác thì sang là đằng dưới kia thôi. Sang đằng dưới kia thôi ạ? Sang thì sang bên bờ mình. Sang bờ sông chứ mình không đi vào trong này ạ? Vâng, vác là ngày xưa thôi. Vâng, ngày xưa là bến bãi còn có nhiều hàng hóa đi sang bên đấy. À, chưa có Covid à? Ờ, Covid thì chịu. Vâng. Này, phía bên dưới bờ sông này cũng có chốt kiểm dịch như sao ấy. Chốt biên phòng hay cái gì chẳng biết được. Đây. Bên này là cũng đông người dân ở ấy nhỉ, anh nhà chỗ này ấy. Ờ, đông lắm. Này. Sang tận bên kia. Đấy. Đây, chào cô bác ơi. Chỗ này là có một cái cột mốc là cột mốc 93 số 2. 01 đấy. Đây từ năm 2001. Ít hơn quá một tuổi. Ít hơn anh một tuổi. Vâng, ở dưới chỗ Trịnh Tường chúng em thì có cột mốc 95. Đấy. Bây giờ chúng em đi vào trong cột cầu Lũng Pô được không ạ? Đi chụp ảnh đâu ạ? Vâng, em ở Trịnh Tường ạ. Chúng em ở Trịnh Tường thôi ạ. Vâng. Em cứ đang khẩu trang mà. Vâng ạ, em có ạ, em mang. Vậy em đi nhá, chào anh ạ. Này, bây giờ thì chúng em sẽ đi vào trong cột cờ Lũng Pô. Và những năm trước thì cái con đường đi vào thì là con đường trở lại thì con đường đã giải nhựa rồi đây ạ. Nhìn như là đường cao tốc nhỉ, bên kia ấy anh nhỉ, cái cầu đấy hả? Đây phía xa xa kia thì chúng ta đã gần đến cái cột cờ Lũng Pô rồi đây ạ. Sau một thời gian đi thì chúng ta đã đến cột cờ Lũng Pô rồi đây ạ. Vào độ khoảng 1 năm trước ấy ạ, thì con đường này thì vẫn là đường đá với lại đất. Đây năm nay là đổ bằng hết rồi. Đây, đường đi lại thì cũng rất là dễ dàng ạ.
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cột cờ Lung Po, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Kinh độ là 103 độ, 38 phút 39 giây à? 45E này là gì? Không biết rồi, vĩ độ là 22 độ 7. Cao độ là 120. Xây dựng là 2016. Xây dựng vào năm 2016. Chắc sở dĩ có tên gọi là cột cờ Lung Po chắc là bởi vì ở đây là Lung Po, nhà thôn Lung Po. Đây có cột cờ cho mọi người gọi là cột cờ Lung Po. Là một cái thung lũng ấy. Như ở đây là đầu con sông Cầu Kẻ Đất Việt đang đúng không? Dạ. Vâng, tí lên trên này đã, lên trên này thì và mới nhìn rõ hơn anh ạ. Cây Bồ Đề. Đây có cái hòm thiện nguyện này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên cột ạ. Sao không thở được rồi. Đi một mạch ấy. Tí xuống thử đếm xem là có bao nhiêu bậc thang nhé. Này nhìn cao thật đấy anh ạ. Đây, phía bên kia là cũng có một khu người dân ở bên Trung Quốc người ta ở. Đây chỗ cái chỗ tôn xanh kia kìa. Như là chợ đấy anh ạ. Và những năm trước đây chưa có dịch ạ thì là để sang bên đấy chơi mà. Để giới thiệu với các cô các bác một chút ạ. Thì mọi người cứ hay nói là cái gì nhỉ? Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt à? Đấy. Theo như em có được biết ấy ạ, thì đây chính là đầu con sông Hồng cô bác ạ. Đấy, sông Hồng này nhìn nước này. Nhìn nước này nước màu gì đấy? Màu cam à hay màu hồng? Người hay bảo màu đỏ. Màu đỏ ấy ạ. Này phía bên này thì... Nhưng đúng là nó là màu nâu. Mà nhìn kiểu màu nâu, màu đất ấy nhỉ? Đây phía bên này thì sông có hai màu cô bác ạ. Này, bên này thì màu nước cảm giác là nó xanh và nó trong hơn. Bên này quả suối chảy ra. Đấy, suối chảy ra. Cái bán đảo bên này này, bán đảo bên này là của Trung Quốc cô bác ạ. Cả cái cầu kia cũng thế này. Dân ở trên mình thì đa phần là trồng sắn là chủ yếu. Này, rất là nhiều sắn này. Đây là Lung Po 1 nhỉ, còn có cả Lung Po 2 nữa. Lung Po 2 như ở trên bên kia. Và năm ngoái ạ thì vợ chồng em có cũng đã đi lên trên này chơi một lần rồi. Và đi dọc theo cái đường bên kia, đúng không anh nhỉ? Đúng. Đây, dọc theo cái đường bên đấy, kia bên kia. Lên bên kia là cũng là dọc theo đường biên giới đấy. Là cắt ngang bên kia là cũng có một con suối là cứ thế mà đi sang là thì cái phần bên kia là của Trung Quốc. Đấy, xong rồi đi đến một đoạn thì xem nào, đến đoạn nào nhà là có chốt đồn biên phòng ở đấy là không đi được nữa, là không được sang, không được đi tiếp đấy, xong rồi chúng em lại quay lại. Đấy. Đây chính là cột cờ Lung Po. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt à. Trên này thì rất là mát này. Đây nhìn sang bên kia kìa. Bên kia là Trung Quốc, hình như họ cũng trồng dứa nhỉ? Chuối. Dứa, chuối. Cây cao su. Cây cao su. Ở bên đấy là họ cũng canh tác những cái cây nông nghiệp như mình thôi mà nhỉ? À. Cũng có thành phố, cũng có nông thôn mà. Thì sang bên đấy là cũng phải vất vả lắm ý chứ. À. Chứ thấy nhiều ở người người ta cứ hay sang Trung Quốc nhỉ? Nhưng bên đấy là cũng phải lao động chân tay, cũng ở đâu cũng thế thôi nhỉ, chắc nhỉ. Cũng vất vả, có khi sang bên đấy còn khổ hơn ý chứ, nhỉ. Phải làm mấy con chứ. Đấy. Nhiều người cứ ôm giấc mộng như thế nhưng mà em nghĩ là chắc những cái người mà ví dụ họ trốn đi nhỉ thì chắc
Không, sang bên đấy chắc không được như bên Việt Nam này anh nghĩ. Cờ Tổ quốc ạ. Trên Hà Giang thì có cột cờ Lũng Cú. Bên Lào Cai thì có cột cờ Lũng Pô. Đi, anh ơi. Anh đếm nhá, xem được bao nhiêu bậc nào. Một trăm hai mươi bốn bậc á? Không phải đâu. Phải á? Làm gì cao như này làm gì phải 100? 124 bậc kìa. À, chắc chưa? Chắc anh ạ. Chắc 24 hoặc 25 nó lầm nhầm, nó chắc chỉ tầm 1-2 bậc thôi. Đây là cột cờ Lũng Pô, nơi mà con sông Hồng chảy vào đất Việt. Đây là cái cột cờ rất là quan trọng, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia này. Bây giờ thì chúng em lại tiếp tục trên con đường đi lên bản mới ạ. Đây, đây là dọc theo đường biên đi. Nhân tiện là có một vài là cảnh đẹp thì em có sẽ giới thiệu với các cô các bác và ghi hình cho tất cả mọi người cùng xem ạ. Đây, nhìn nguy nga nhỉ anh nhà, nhìn thật sự rất là đẹp luôn, hoành tráng thật. Suối bên này thì xanh nhỉ, sau bên kia sông thì màu khác này, màu đỏ hay màu nâu thì chả biết nữa. Chứ gọi là sông Hồng đi, màu hồng đi nhỉ. Này, một bên thì màu xanh, một bên thì màu hồng. Bên phía dưới này là có một cái xe ba gác của Trung Quốc. Vậy cái đảo bên này của Việt Nam hay của bên kia? À, cái này của Việt Nam, còn cái này là của Trung Quốc. Suối này Trung Quốc đang kè hết rồi, nó có bóng điện đây. Là sông Hồng kiểu từ đây là quả đầu nguồn của Việt Nam Trung Quốc rồi, kể từ đây ấy. Vâng. Chính nghĩa là Trung Quốc hết rồi. Này, vậy thì đây là đầu sông Hồng à? Ừ, cái bán đảo to kìa, cũng như quả Trung Quốc kìa, có cột điện kìa, cột sóng kìa. Ở bên kia ấy ạ? À? Đây hả? Ừ. À, vậy bên này, cái đồi bên này? Bên này là của Việt Nam. Vâng. Cách nhau con suối này luôn. Đây vòng, à con suối này. Vòng cái này này. Vòng, vòng, vòng bên kia xong rồi vòng lên. Theo cái hùm này nữa. Đây ạ? Ờ, dưới hùm trong này nữa. À. Cái này là con chốt tiếp. Ồ, trên này còn là chốt tiếp à? Ở đây có vẻ là khá giả hơn nhà anh nhỉ. Nhà xây rất là đẹp luôn. Ui, nhà xây đẹp thế. Có cả con gì to thế anh? Đó. Con này to lắm. Con gà. Hả? Ờ. Ôi dồi, to thế nhở? Gà to nhỉ. Con gà anh? Cái đánh gà đấy. Nhè, yeah, ôi dồi.
Con gà gì mà to thế? Con đà điểu chứ, hay là con gà? Đà điểu. À. Con này còn bé đấy. À. Em giật cả mình luôn. Đầu tiên thấy con này ngoài đời nhá. Em cũng thế ạ. Hỏi em bé kia xem. Em bé ơi. Đây là con gì đây? Đà điểu ạ. À, con đà điểu. Của nhà cháu à? Của nhà cháu à? À. Đẻ chưa? À. Nhà cháu nuôi hai con à? Đúng ạ, à, ngoan thế. Nó biết đánh người không? Nó biết mổ người không? Nó biết mổ người không? Nó có biết mổ người không? Nó có biết cắn người không? À, biết cắn người. Con này để làm thịt hay là để làm gì đây? Nuôi? Nuôi để bán à? À, nuôi con này để làm kinh tế để bán. Ồ, này bà con đây là, nhìn có vẻ là khá giả hơn chỗ mình nhỉ. Nhà cháu mua con này ở đâu đấy? Mua ở đâu? Không, mà mua ở đâu ấy? Hà Nội. Mua ở Hà Nội à? À, Hà Nội chở đến à? Lần đầu tiên vợ chồng em có nhìn thấy luôn ạ. À, đầu tiên là bé bé thôi, xong bây giờ nuôi lớn được như này này. Các bạn chỉ ăn ngô với ăn rau thôi nhỉ? Đây là đây bà con còn trồng cả cây thanh long nữa này. Cây thanh long chứ. Đi. Phía bên này là cũng của bên Trung Quốc có bác ạ. Đây. Ở dưới này có cái thủy điện này. Thủy điện này cũng thuộc bên Trung Quốc. Đấy. Nhìn cái mương chảy à. Nên em có quên mất là không nói với lại mọi người, cột cờ Lũng Pô thì là thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thế chỗ này cũng là xã khác rồi cô bác ạ, không phải là. Đây, phía bên kia thì em có thấy là họ cũng trồng cả cây ngô nữa. Ở bên này thì bà con là gặp rất là sớm, chắc là họ canh tác một vụ ý. Thế nên là chỗ mình thì còn chưa trổ bông, có những nơi còn đang xanh lúa thôi thì bên này đã thu lúa rồi. Đấy, vợ chồng em có đi về cái phía bên này thì là bên này là của Việt Nam mình rồi. Đấy. Đi vào sâu trong bên đất liền rồi, không có đi theo đường biên giới. Ngày chùa có mấy ngày chùa đấy? Hai ngày chùa. Ngày chùa 2 thì ở đâu ạ? Ngày chùa 2 là tít lên trên ấy. Trên chỗ nhà cánh trắng kìa. Vâng, ở trên hình như cái nhà chùa ấy. Cái này sắp ra đường cái rồi à? Vâng. Chỗ bên này gọi là gì nhỉ? Bạc Tà. À, Bạc Tà. Vâng, em cảm ơn nhé. Em cảm ơn ạ. Cái này mình cấy một vụ thôi à? Vâng. Video đến đây thôi cô bác ạ. Này. Trên này thì ruộng bậc thang, phong cảnh thì cũng rất là đẹp. Đây, trên kia núi cao. Kia là núi quả A Lù. Em có xin phép là kết thúc video tại đây thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Cói La Linh.